xanh thì xịt đó, là nó giúp cho lúa mình xanh đó, cứng cây lá xanh đó. Đây là của công ty trách nhiệm hữu hạn Smart Agro thấy không con. Thì đây thì nói về cái đặc tính của nó con, là đánh tan hoàng lá. Rồi Khắc Sơn chào cả con ha. Thì bữa nay Khắc Sơn tiến hành chia sẻ cho con phun cửa chỗ đều để mà giúp lúa cứng cây dày lá, hạn chế đổ ngã, hạn chế lép đen lép vàng cho vi khuẩn hết con. Đặc biệt là vào cái thời tiết lúa bà con mình chỗ ngay cái thời tiết mưa đêm nè, thì vi khuẩn và các nấm bệnh nó rất là dễ tấn công ha. Đặc biệt là về cái bệnh trái bị lá vi khuẩn ha. Thì làm sao thì Khắc Sơn chia sẻ cho con cái cách để hạn chế tối đa về cái bệnh trái bị lá vi khuẩn giai đoạn chỗ sạc á. Đó, thì đây thì chỗ cũng khoảng được 30 đến 40% hết mà con, nó lột sọt lên nè. Đó. Đặc biệt thì cái vụ hè thu thì bà con mình chủ yếu đối với lúa của em 18 thì có cái bệnh là trái bị lá vi khuẩn, vàng lá chín sớm thì nó cũng hai một số thôi, khoảng 10 đến 20% thôi, cũng không nặng quá. Đó. Rồi đặc biệt là cái trái bị lá vi khuẩn với đổ ngã vụ đông xuân thôi. Đối với em 18 thì vàng cao thì nó nguy cơ nhiều hơn con. Thì đây lúa của Hắc Sơn thì chỗ lên nó chắc có khoảng 6 tấc đến 7 tấc hết mà con. Nó rất là cao do cái cử 50 mấy ngày Hắc Sơn có xịt lộn thằng Hy Lăng á. Đáng lẽ là cài Matonit để cho nó ú cây đúng không, cài Matonit thì nó không vượt, nó nhất là phục hồi mà nó tốt, nó cái cây nó cứ lùng ha. Rồi Hắc Sơn đưa lộn thằng Hy Lăng ha, Hy Lăng rồi Gít là mấy hoạt chất đó, thì bà con thấy nè, nó phượt cái lóng lên, cái lóng trong á nó phượt, nó phượt cả 4 lóng luôn, một cái bông lúa vậy lên được 4 lóng mà nó phượt hết 4 lóng luôn, bà con thấy cao không, chỗ lên nó cao lắm ha. Một số chỗ nào thuốc mà xịt chồng lói chút xíu thì thuộc bà con nè, giờ chỗ lên nó khoảng 6 tấc rưỡi 7 tấc ha. Thì cái này thứ nhất là Sơn chia sẻ cho bà con cái những cái sản phẩm mà xịt để mà nó cứng cây dày lá, nó hạn chế thứ nhất là về mưa gió để dụ bởi dàn lá là nó dày thì ít lắm mà con, với mưa nó có dính lá thì nó cũng bật lên ha, còn nếu nó mỏng quá mưa mưa cái lá nó thụ là nó gãy luôn ha. Thì bữa nay thì bà con thấy chỗ cũng khoảng 30% rồi, thì bữa nay 64 ngày thì khoảng chắc cỡ 68 69 đến từ 67 đến 70 ngày mới có điều hoàn toàn đó bà con à. Nó tùy theo là xạ dày xạ thưa ha, xạ dày cho trước. Thì nói về cái vấn đề mà cứng cây thì trước tiên đó, thì nếu mà đất lung bà con có điều kiện khai nước thì bà con khai ha, giai đoạn chỗ này đừng định đối với vụ thu đông này thì có mưa mưa dầm hoài và đất nó có cái độ ẩm ướt này nè, thì nó sẽ tự động nó sẽ hút nước là đủ rồi bà con, không cần để nước nhiều đâu. Để nước nhiều thứ nhất là nó yếu cây và nước nó ngâm vô trong cái cây này hoài nè, nó sẽ làm cho cái lóng của mình mềm hát dễ xài dễ đổ ngã. Nếu bà con đợi tới giai đoạn chín chín đỡ đuôi chín nó bông bà con khai thì giai đoạn nó muộn rồi, bà con khai ra nếu có mưa dầm cũng sập à, mà con khai giai đoạn sắp chỗ, đặc biệt cái vụ thu đông hè thu á, nếu mà cái thời tiết mà cái chăn chỗ mà có mưa gió bà con theo dự báo thời tiết á, nếu mà nó có mưa gió thì bà con áp dụng ha, còn nếu mà thời tiết nắng thì bà con không nên tại vì nó thiếu nước. Thì đây do có mưa đêm và vô cái thời gian mưa sắp tới thì nên là ở đây không ai lấy nước cho bà con, đặc biệt là những dàn lúa cao khai nè bà con. Khi bà con khai ra giai đoạn này thì nước sẽ mọc rễ thêm, bà con thấy không, và rễ nó khỏe đây bà con thấy không, mọc rễ thêm ha, nó ra rễ thêm nó sẽ bám xuống đây chắc chắn đó bà con thấy không, mà khi bà con để nước là không bao giờ ra rễ ha, nó sẽ giúp cho cái lưới yếu. Thì đây Hắc Sơn từ đây tới chín thì nếu thời tiết hết mưa nắng thì Hắc Sơn sẽ lấy nước, còn mà nếu nó mưa thì Hắc Sơn để khô tới cắt luôn, là nó hạn chế đổ ngã cho con tuyệt đối luôn ha, chỉ có bão dữ lắm là mới sập thôi. Với kết hợp với đó thì Hắc Sơn chia sẻ cho con những cái sản phẩm giúp cho nó cứng cây cho vụ hè thu ha, đặc biệt là những bà con lúa vàng cao nè, đất lung nè đó, dễ đổ ngã đó, hàng vụ thì bà con mình áp dụng sử dụng ha. Thì đây là sản phẩm là tấp lăng thấy không con, tấp lăng có nghĩa là nó hạn chế sự chiều cao đó, dừng lại sự chiều cao nó giúp cho lúa cứng cây ngắn lóng ha. Thì đối với tấp lăng này là nó tăng sức đề kháng nè, cứng cây hạn chế đổ ngã nè, xịt là xanh, muốn xanh thì xịt đó, là nó giúp cho lúa mình xanh đó, cứng cây dày lá xanh đó. Đây là của công ty trách nhiệm hữu hạn Smart Agro thấy không con. Thì đây thì nói về cái đặc tính của nó con, là đánh tan hoàng lá chín sớm, dưỡng xanh lá đồng. Thành phần đăng ký nè, thì nó chủ yếu là thành phần chính của nó là kẽm hả con, đây kẽm nó tới 15.000 ppm hả con, là rất là cao. Thì đối với là liều lượng kẽm thì đối với lúa mà bà con mình giai đoạn chỗ đều thì nó rất là cần ha, nó cần để giúp cho lúa thứ nhất là nó đủ sức để mà nó quang hợp
con phun vô nó sẽ thúc quá trình quang hợp cho đổi chất đó. Tạo protein và cái chất diệp lục á thì giúp cho cái thành lá của bà con mình nó dày, nó hạn chế về các cái bệnh như trái bị lá vi khuẩn, là cũng như nó dày quá con vi khuẩn nó ăn không nổi hoặc là nó xâm nhập cũng hạn chế cho bà con ha. Thì đặc biệt ở đây là sản phẩm này là kẽm là chín 15.000 VM, chủ yếu là kẽm ha. Thì đối với cái giai đoạn lúa mà chỗ thì thường thì nó cần những cái chất như là chung quy lượng nè, kẽm, bo, mangan, đồng, sắt ha. Còn kali thì nếu bà con mình lúa lung khai nước không được thì bà con mình có thể là kèm vô xịt luôn cũng được ha. Tại vì kali thường thì bà con mình bón phân bón đồng á thì bà con mình có giải lượng kali cũng khá là ok rồi, nên là nó cần kali, nó cái giai đoạn chỗ thì cũng ít cần kali lắm. Tại giai đoạn bón đồng thì thường thì bà con vụ thu đông này bà con đi kali đã đạt rồi ha. Thì kali thì có thể bà con giải là cái cử công chế me đỏ đuôi cho đều thì bà con xịt phân lá vô cũng được ha. Nói chung là vậy, chủ yếu là các cái này thì bà con mình đâu có bổ sung qua phân được đâu, thường thường bà con gãy phân thường không à. Hắn thì bà con nên bổ sung là đồng kẽm anh em, cái chung lượng đó, đặc biệt là kẽm, kẽm để giúp cứng cây ha. Nói chung là vậy. Thì ở đây đâu rồi hắn, thì đây kẽm chiếm tỷ lệ là 15.000 ppm hắn, nó là chính đó. Cái tiếp là sắt 100, mangan 100 và đồng 100 ha. Chung lượng vừa đủ để cho cái lúa mình nó cứng cây ngắn lóng ha, nó ít hạn chế đổ ngã. Thì nguyên liệu sử dụng nguyên lượng mangan, kẽm, lưu huỳnh và các phụ gia khác vừa đủ cho sản phẩm, đặc biệt trên cây lúa nè, giúp kháng hoàng lá do thời tiết bất lợi, nấm bệnh xảy ra ở giai đoạn làm đồng, nuôi hạt, dưỡng lá đồng, xanh lá bóng hạt, bảo vệ lá đồng, hạn chế lên lớp hạt. Thì đối với cái sản phẩm này thì nó để là sử dụng là 50ml trên 25 lít, thấy không? Thì chai này nó nửa lít nè, đây 500ml ha. Thì đối với lúa bà con chiều cao là từ 5 tấc trở lên á, 5 tấc 5 tấc rưỡi trở lên á, thì nếu mà cái nguy cơ đổ ngã nhiều thì bà con nên sử dụng một chai này, thì bà con sử dụng cho 5 công tầm cắt ha bà con. Đó, 5 công tầm cắt đối với lúa chiều cao, để khi nó chiều cao ha, để bà con sử dụng cho nó cái liều lượng cho đúng để nó hạn chế đổ ngã cho con, nó hiệu quả, để bà con xịt dạt cũng không được. Mà con xịt đậm quá thì cũng ok, nhưng mà sợ nó dư chắc quá, sợ nó ảnh hưởng lúa như nó kiểu như là nó kêu là sốc gì, sốc thuốc. Giống chống người ta mình phải thuốc thì mình xịt cái liều lượng sao cho nó cân đối thôi, dư quá nhiều khi sắp thuốc ảnh hưởng nữa. Thì đối với lượng, thì đối với lúa bà con từ 5 tắc đến 6 tắc trở lên thì bà con xịt một chai nửa lít thì cho 5 công tầm cắt ha, là khoảng 6 đến 7 công tầm điền đó là ok. Còn nếu lúa bà con bình thường dưới 5 tắc thì bà con có thể xịt một chai này 7 công tầm cắt ha, 7 công tầm cắt là khoảng 10 công tầm điền. Thì nói chung là tùy theo cái tình hình lúa qua mình xịt ha, nó để bổ sung cho nó hiệu quả mà nó ok, nó tiết kiệm thuốc á, chứ không phải là lúa nào mà còn cũng xịt vô để nó vừa tốn thuốc hoặc là phí thuốc, hoặc một không hiệu quả, hai là nó phí thuốc. Nói chung là vậy ha. Đối với sản phẩm này thì một số cửa hàng của bà con ở An Giang thì có bán ha, còn một số cửa hàng cũng chưa có phân phối hết. Thì đây thì công ty cũng có phân phối ha bà con. Đây là bà con mình xịt các cái thuốc này sử dụng cho các cái đuôi lúa, các cái đoạn như là gắn lóng này, giai đoạn làm đồng nè, trước chỗ nè, chỗ đều nè, chung là con bổ sung lây gai vô là nó cứng cây lắm. Thì sản phẩm này thì của công ty trách nhiệm hữu hạn Xpat Agro ở Phú Tân, An Giang các con. Thì công ty cũng có phân phối, thì một số cửa hàng vật tư nông nghiệp nào bà con có dùng mà đất hay đổ ngã thì bà con có thể liên hệ công ty để lấy thuốc về phục vụ cho các bà con mình, để cho nó hạn chế đổ ngã cho nó tốt hơn các con. Thì ở đây số điện thoại liên hệ của công ty là 0984 699 964 ha. Đây thì một chai nó nếu mà giá bán nông dân thì tầm khoảng 125k thôi con ơi. Nói chung là rất là dễ xài nhưng mà nó cứng cây. Đó. Thì đây Hắc Sơn chia sẻ những cái sản phẩm Xmat Top Lăng này cho bà con ha. Đó. Thì tiếp tục thì đây là cứng cây ngắn lóng, dày lá ha. Đứng lá, dày lá, bổ sung kẽm vô. Đây là cái Top Lăng. Cái tiếp là về quản lý bệnh lên lớp hạt á, thì đối với cái thời tiết mà mưa đêm hoặc là vô thời tiết mưa dầm ngày đó, ngày 1-2 đám mưa đó, thì bà con giai đoạn chỗ lệch sạc đến chỗ đều thì bà con nên dùng các cái thuốc quản lý lên lớp hạt. Chị nấm thì phải có nồng độ cao, nồng độ mạnh thì nó mới ức chế cái bệnh tốt hơn ha. Thì đây Hắc Sơn cũng sử dụng cái hàng sinh như ta, thì cửa này Hắc Sơn không dùng an quyên nữa bà con ơi, do cái thời tiết nó mưa đêm quá chịu nổi thì bắt buộc Hắc Sơn phải dùng là thằng tin super. Thì tiền super này đối với tiền cửa hàng, tiền đại lý nó bán hết mọi con, tiền mặt thì khoảng 210 đến 215, thì nói chung mình trên lệch tới 210 215 thôi, không có đại lý nào mà hơn đại lý nào, tùy theo đại lý thôi. Đó. Thì đối với hàng xuyên ta thì có cái nhãn này chống
chống giả rất là hay. Ở trong bà con khi ra nắng nổi là chữ tin shipper nè, màu hồng ở trong á, trong đây chắc quay qua màn hình mà không biết đâu, và cái chữ xin người ta màu xanh nó nằm trong á, ra nắng mới có ha, còn khi mà con vô mát lặn tiêu. Nói chung thì chống giả cũng rất là hay đó. Thì đối với tin shipper này là cái thành phần của nó chính nè, Cobiconazole 150g/lít và Defen Conazole 150g/lít ha, dung hoa phụ môi. Đặc biệt đó là dung phụ da của nó rất là cao, 700-800g/lít. Đó là nó giúp cho cái nồng độ suốt nó mạnh ha, ức chế bệnh rất là hay. Thì đối với liều lượng tia shipper này thì bà con xịt một công tầm cắt thì nó cũng khoảng một công 1000 m³ ha, khoảng 80cc. Nó 80-100cc là quản lý tối ưu cho bà con đó. Đừng có giai đoạn gặp mưa gió ha, còn giai đoạn thường thì bà con có thể xịt 60-70 cũng được. Còn giai đoạn mưa gió thì bà con xịt từ 80-90 là ok, hoặc 100 cũng ok luôn. Đó, đối với tia shipper này. Thì đây thì thật sự nó liều lượng trên ngang 1000 m³ đối với tia shipper ha, thì nó trung bình là rơi khoảng 70-100cc đó, thì theo lúa bà con nó có biểu hiện bệnh nhiều bệnh ít. Đây thật sự xịt ngừa thôi. Thứ nhất là lá nó không có bị khô dần đốm dần đâu nè. Thì mình thật sự xịt liều lượng là 70-80 trên 1000 m³ ha, thì cho nó quản lý bệnh tốt, thì chậu đều lại thật sự xịt tiếp ha. Đây là đối với tia shipper, nó đặc trị là chủ yếu là lem lép hạt với đem lớp hạt với khô dằn, đốm dằn luôn ha, khô dằn với đem lớp hạt với nó để dằn lá chín sớm. Mà dằn lá chín sớm này thì do cái lúa bà con mình, một là dư đạm lá nó mỏng thôi, mới xâm nhập thôi. Chứ thuốc thì nói chung các hoạt chất bây giờ này nó dằn lá chín sớm thì đặc tính của từng cái giống lúa nữa bà con ơi, chứ không phải là xịt thuốc cái hết đâu. Một số lúa như 54-51 cho vụ hè thu đó bà con làm đi, thì cho bà con xịt đó, ông nào nó thuốc ông nào là chị dằn lá chín sớm đâu, đưa vô ha, sập công ty luôn. Đừng có nói mình chỉ hạn chế một phần nào thôi, còn đặc tính của lúa và thời tiết thì nó bị là nó bị ha. Đối với hai sản phẩm cái tiếp thì về đậu ôm. Về đậu ôm thì thật sơn cũng giữ nguyên, xài phila không con. Thì đối với phila thì thật sơn cũng giữ nguyên là 80cc ngày 3m², là xịt cái liều lượng này là nó quá ok đối với vùng đất thật sơn. Đây tất cả vùng đất bà con trong ấy thì bình điều kiện bình thường thì tất cả vùng đất luôn ngày 3m², từ 80cc trên ngày 3m² là nó hiệu quả không con. Còn nếu bệnh nặng nữa thì còn tăng lên 100, bệnh mà nó có biểu hiện bệnh thì tăng lên 100 ha, cho nó quản lý ok. Thì đó với tin shipper này thì nó cũng có cái phần thành phần là bà con thấy là Gobiconazole nè, 125g/lít. Thì trong thằng khi mà thật sự kết hợp với thằng tin shipper này nữa, tin shipper này bà con thấy nè, cũng có thành phần nè Gobiconazole nè, bà con thấy không, 125g/lít. Hai thành phần này nó cũng đặc trị và một loại núm mà không biết nó trị núm vú hay là núm gơm mình không biết luôn. Đó, nhưng mà nó hai thành phần này kết villa với này kết hợp lại thì nó được hai thành phần rất là cao, ức chế bệnh cũng ok cho bà con này ha. Nó và thành phần đặc trị độ ôm chính của nó thành phần là chích cyclayule ha, 400g/lít. Thì đối với cái thành phần này với cái phụ gia của công ty nó thì giúp quản lý bệnh độ ôm trên lúa rất là êm, tất cả các loại đất luôn. Nói thằng sản phẩm villa này thì nó chưa lỗi thờ, con xịt thấy là cũng khá ok ha, nên là cũng tin tưởng dùng. Sơn xịt thấy hiệu quả. Thì bây giờ nhiều loại thuốc ha, công ty nào cũng có uy tín hết trơn á, không có công ty nào mà ra thuốc mà xài mà để không hiệu quả đâu. Nói chung là tùy theo cái liều lượng, tùy theo tình hình bệnh mà bà con mình có tách chuyển chuyển để bà con xịt hiệu quả ha. Đó, đối với là sang sử dụng Phila 525 SE thì cho kỳ ôm ha, SE hàng này nóng nè, kèm vô để cho nó săn chắc cái lá cái lóng luôn. Tiệt nóng, Phila nóng. Tiếp tục là về thằng vi khuẩn ha. Vi khuẩn thì ở đây thắt sơn kèm theo dẫn Totan ha mọi con. Đây thắt sơn xịt hai thẻ trên ngàn 3m², hai thẻ Totan ha, một thẻ nó 20g, xịt hai thẻ trên ngàn 3m² ha. Totan của nó thành phần là bonopon gì đó, 200g/kg ha mọi con. Thì nói chung thắt sơn xài sản phẩm là xài chết một sản phẩm ha, nào nó không hiệu quả thì mình đổi khác. Nói chung nhiều sản phẩm thì con sử dụng khác nhau ha, nó tùy sản phẩm, nồng độ nó cao nó ấy thì nó ức chế bệnh nó hay đấy, và cái liều lượng mà con xịt thôi. Đây thắt sơn thì chủ yếu xịt chết sản phẩm thôi, chứ xịt sản phẩm khác nó quảng cáo cho công ty sao. Còn đối với sâu thì cái giai đoạn mà con lưu ý ha, đối với OM18 và các cái giống khác thì cũng vậy, cái giai đoạn mà từ vỏ đều cho đến vỏ đuôi luôn, nó con là vỏ đuôi luôn là sau cuốn lá nó tập trung, đặc biệt là vào thời vụ đông xuân này mưa gió nào còn để ý này. Giai đoạn từ chỗ tới đỏ đuôi chín nửa bông là sâu vẫn ăn ha, chín nửa bông sâu vẫn ăn, nhưng mà giai đoạn nó cũng ăn nhưng mà hạn chế thôi đó. Mà nó ăn một cái là lúa bà con mình không còn chắc dịp lục mà để quan hợp mà để vô gạo đâu ha.
Đối với sau thì con nên sử dụng lưu dẫn các cái giai đoạn chỗ này ha. Đầu vụ tới giờ thất sang sử dụng 3.6 trong hơi mà nóng muốn chết mẹ cái lúa luôn. Như này sử dụng là thằng solo ha. Nói chung thì sâu thì cũng nhiều loại á, giờ thuốc nào cũng hay hay mà. Thì đây sẽ sử dụng hai thẻ solo cho ngàn 3 mét vuông để cho nó hiệu quả tối ưu đây đoạn chỗ này. Hoặc chắc là chlorfenapy 350g trên lít. Này cũng WFC ha mấy con, solo 350 FC. Gói 20 ml ha, gói nó cũng mười mấy ngàn á. Rồi nói chung thất sơn sử dụng 5 sản phẩm ha. Còn đối về cái cứng cây thì bà con mình thất sơn chia sẻ thêm nè. Nếu bà con bổ sung kẽm á, bổ sung kẽm mà nếu mà lúa bà con lung khai nước không được ấy ấy á, thì bà con nên kèm thêm cái giai đoạn trước chỗ này, bà con kèm thêm thằng phân bón lá kali nữa ha, cho nó hạn chế khi mà mình con giải phân nó đồng nó có một lượng kali ăn rễ rồi. Thì khi chỗ lên mình nếu lúa bà con cảm thấy cao quá có đổ ngã hàng năm á, thì bà con sử dụng thằng trước chỗ sạc này đến chỗ đều thì bà con bổ sung thêm thằng kẽm và thằng kali. Kali là phải kali hữu hiệu ha, cao ha, từ 3 mấy% trở lên, 3 mấy, 4 mấy, 5 mấy, 50% đâu đó thì nó mới ok ha, đặc biệt là kali đó. Nói chung vậy là lúa bà con mình hạn chế đổ ngã ha, khi nó chống chịu các mọi cái đợt thời tiết ha. Nếu mà thời tiết bình thường nghe chứ mình không có nói tới là bão ha, bão lốc xoáy thì thua đó. Nên mình điều kiện bình thường là mưa gió bình thường là nó chống chịu rất là ok ha. Thì đối với sản phẩm này thì nó giúp ếch mát tấp lăng nè, thì bổ sung kẽm các chung nguyên lượng khác nó giúp lúa cứng cây dày lá, hạn chế các bệnh trái bị lá vi khuẩn ha, đem lớp hạt ha, tăng sức đề kháng cho cây ha, tăng cái khả năng quang hợp vận chuyển đường và tinh bột để cho lúa nó giàu gạo tốt hơn giai đoạn trong điều ha, rất là ok luôn. Đây, rồi thì Thất Sơn chia sẻ nha, thì một số bà con mình ở địa phương có cái tình trạng mà lúa sập đó lung thì bà con có thể xài thử sản phẩm này để xem cái hiệu quả như thế nào như Thất Sơn chia sẻ. Thì cái số điện thoại công ty nè, con là công ty trách nhiệm hữu hạn Ếch Mát AG nè, 0984 699 964 nè. Thì đây công ty phân phối toàn quốc luôn ha mọi con, để nhằm phục vụ tốt cho các bà con mình đó. Và cái chất lượng sản phẩm sẽ là cái nền tảng để cho bà con mình tin tưởng và tin dùng ha đó. Rồi Thất Sơn thì chia sẻ cử chỗ sạc cho bà con ha, chúc bà con một vụ thu đông được mùa được giá ha, hạn chế đổ ngã. Chào bà con.